À, xin chào các bạn. Sáng nay trời lạnh đó các bạn, khá là lạnh. Mấy hôm Noel thì trời không có lạnh mà hôm nay thì lại trời lại lạnh, đi ra ngoài đường cống luôn các bạn. Thì hôm nay sẵn có chuyến mình đi ngã bảy, mình làm review luôn cái lon nhớt top 1. Thì vừa rồi mình đã có video rồi, nhưng mà như mình đã nói là cái lúc đó, thời điểm đó cái lon nhớt nó chưa có phát huy tác dụng. Thì tới hôm nay á, mình chạy, mình càng chạy nó càng mượt các bạn. Thì rõ ràng là nó đã có sự biến chuyển rất là nhiều. Mà đúng như mình nói những lần trước, là từ cái lon nhớt này mình qua cái lon nhớt kia, hầu như là nó sẽ không có thích nghi ngay, mà phải chạy vài trăm cây số, khoảng chừng 700 cây số luôn thì nó mới có tác dụng. Và như bây giờ các bạn thấy nè, cái này là chiếc A thôi. Đó, chiếc B mình đi được là 892 cây số nè. 892 cây số. Thì bây giờ á, cái máy nó cực kỳ mượt luôn. Cực kỳ mượt. Số thì rất là nhẹ. Làm cho mình rất là phấn khích các bạn, rất là phấn khích luôn. Tức là khi mà lên xe chạy á, là cứ muốn vặn ga thôi, nó cho cái độ mượt. Mặc dù là nó không mượt như là cái lon Sado Racing, nhưng mà mình thấy là nó ổn. Và với cái nhớt 30 này, cái chỉ số chỉ là cái ABI đó các bạn. ABI thì nó không cao, nhưng mà cái gia số thì là MA2, còn ABI thì nó không cao các bạn. Và với lon nhớt này nè, mình đi trong mọi địa hình đều cái thời tiết luôn á, mình đi vào lúc trưa nắng đó các bạn, lúc trưa nắng 11-12 giờ, 1-2 giờ mình đi tốc độ khoảng chừng 80-90% là bình thường. Nó không có cái gì gọi là nóng hết các bạn. Mình đi giữa trưa, đi đường trường thế này luôn á. Cái hôm mình đi Cần Thơ về cũng vậy, mình đi giữa trưa nắng luôn, nhưng mà con nhớt này nó quá ổn. Thì không biết là đi thêm nữa thì cái độ bền nhớt nó như thế nào, nhưng mà hiện tại thì con nhớt này mình thấy là cái giá 330.000 cho một lon nhớt 1 lít và 100ml lẻ này thì nó ok trong tầm giá luôn, đi mượt. Và hơn nữa là mình thích đi nhớt 30. Mình vừa mua của bạn Phạm Tuấn một chai, cái chai mà của Luchem đó các bạn, hai chai. Một chai là On System Cleaner, tức là mình vệ sinh. Rồi một chai nữa là nano là để mình bảo dưỡng động cơ, bảo vệ động cơ khỏi sự mòi mòn, mài mòn đó các bạn. Thì khi nào mình sử dụng chai đó, mình sẽ có video review cho các bạn. Tại vì thời gian qua chiếc xe này á, mình đi nhiều loại nhớt 40, 30 và đủ kiểu hết, mình không có chăm sóc kỹ lắm. Thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình xài hai cái chai đó để mình bảo dưỡng động cơ, vệ sinh động cơ luôn. Và thêm một chai nữa là chai dưỡng sên. Cái chai mà IX50 của mình á, mình xài từ tính bây giờ thì nó cũng gần hết rồi. Mà với cái giá là 290.000 thì mình thấy là xài đến bây giờ là hơn 1 năm, là mình thấy nó quá tuyệt vời luôn. Nó đâu có mắc, mà mình xài cho cộng đi sên mình nó rất là ok luôn. Bây giờ hiện tại 18.000 cây số rồi, mình vẫn đi sên zin. Sên dĩa zin nha các bạn. Mình cũng đã sẽ chuẩn bị thay sên trong dĩa này, thay luôn cặp vỏ luôn, mặc dù là vẫn còn chạy được 18.500 cây số nè. Và mình đã mua thêm một chai nữa, nhưng mà không phải là IX50, cũng là của Wontronic, nhưng mà mình mua là chai M50 hay sao mình quên tên rồi, hình như là M50 chứ không phải là IX. Thì Tuấn á, chia sẻ với mình là chai này nó còn ok hơn là chai IX50 nữa.
nó có một cái độ giống như là keo á, nó phủ bề mặt, nó làm cho không bị dơ, bám dơ. Thì khi nào mình xài mình là tiếp tục có review các bạn xem. Còn hiện tại bây giờ với chai nhớt này mình đi nó quá ổn các bạn. Các bạn xem số mình vô số trả số nó quá mượt. Từ 5 về 4, từ 4 về 3 là chuyện bình thường. Rồi lên số của bạn rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ. Điều quan trọng á là cái máy nó không có xào. Nhớt 30 nhưng mà mình thấy nó không xào. Nó không xào nha các bạn. Vẫn rất là mượt mà êm máy luôn. Các bạn thấy là mình tăng tốc không? Mình tăng tốc á rất nhẹ nhàng. Tăng tốc mà không có ngán cái tay ga này, tại vì nó mượt. Nó mượt nha. Chứ mình không nói là nó bốc. Và rất có thể mình sẽ sử dụng thêm một chai top 1 nữa. Biết chi không? Tại vì mình muốn thử xem là cái chai Nano á, khi sử dụng cho nhớt với một cái loại nhớt cũng là nhớt đó luôn mà không sử dụng chai Nano á, thì cái máy nó sẽ khác nhau như thế nào. Hiện tại bây giờ là cái máy này là nó không có sử dụng chai Nano. Mình sẽ ghi âm tiếng máy này lại, rồi sau đó mình sẽ sử dụng chai Nano, cũng chai nhớt top 1 này luôn. Chứ nếu mà mình xài chai nhớt khác á, thì có thể là tiếng máy nó không giống nhau. Mình sẽ mua thêm một chai giống như vậy nữa, rồi mình đổi chai Nano đó vào, xem là cái máy nó có êm hơn hay không. Cái chất mà bảo vệ động cơ Nano á, nó phủ lên bề mặt bê tông, bề mặt cam, nó sẽ làm cho cái chuyển động mình nó mượt hơn, êm hơn. Nó bảo vệ đó các bạn. Thì mình hy vọng là nó sẽ ok. Cái chai đó thì mình mua hai chai của Lucem nè, với một chai dưỡng sơn của Voltronic, tổng cộng là chỉ có 400 mấy thôi, luôn tiền ship nữa là nó ra 515 ngàn. Mình mua của Phạm Tuấn, thì bạn nào muốn thì mình sẽ để số điện thoại cho các bạn mua. Các bạn xem mình sẽ trả số về nè, tới đèn đỏ nữa các bạn, số rất mượt mà luôn. Mình chưa bóp thắng gọi nha. Đây, một phát về số 1 đi nữa các bạn. Phía trước mình đó là một chiếc WinX đó các bạn. Thì hôm rày mình ra ngoài đường mình đi á, là thấy WinX rất là nhiều. Nhiều quá các bạn. Trong thời gian mà Yamaha im ắng chiếc Exciter á, thì Honda đã giảm giá xe để mà lấy thị phần rất nhiều. Mình thấy là hiện giờ ra đường á, Winner chạy nhiều đó các bạn. Chút xíu rồi thấy có một chiếc, chút xíu rồi có một chiếc. Quay trở lại với vấn đề nhớ, thì khi mà các bạn đánh giá một chai nhớt đó, đừng vội vàng đánh giá sớm quá. Tại vì khi mà các bạn vừa thay đổi từ chai nhớt này qua chai nhớt khác đó, nó sẽ có thời gian gần như là nó làm quen. Mình đã bị nhiều lần rồi, vài trăm cây số đầu đó, là nó sẽ chưa có mượt mà, nó chưa phát huy hết tác dụng. Nhưng mà đi lên khoảng chừng 800-900 cây số là bắt đầu nó sẽ phát huy ngay. Còn mà qua cái mốc đó rồi mà nó không có gì nữa thì mới chính xác mà chai nhớt đó nó không ổn, ổn hay không ổn ha. 18.000 cây số rồi. Mình đang đi số 4 đó các bạn. Số 4 đi 56 trên cây số trên giờ nè. Mà nó vẫn bình thường. Nó không có gần máy luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nè. Nó không gần luôn. Nếu mà không nhìn số đồng hồ á, các bạn có tưởng đang đi số 5. Tại vì sao? Là cái máy nó buộc.
chứ đúng như thường lệ á, là cái tốc độ này mình đi khoảng số 5 được rồi. Hôm nay thì ai ra đường cũng phải bận áo khoác rất là kín, tại vì khá là lạnh đó các bạn. Tốc vượt mà vào số rất là mượt luôn. Nếu mà so chai nhớt này với chai Phúc Siculin thì mình thấy là nhớt này ok hơn Phúc Siculin. Để mình đi đường dài nữa xem nó như thế nào, nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó ổn hơn Phúc Siculin đó các bạn, ổn hơn. Mặc dù cái chỉ số thì nó không bằng Phúc Siculin đâu. Phúc Siculin thì cái chỉ số mà ABI á các bạn, nó SN. Còn cái chai này á, nó chỉ mới là SG thôi. SG, SL, SH thôi, chưa được MN nữa. Chưa được M luôn. Chỉ có cái Yasuo là nó cao hơn, Yasuo là MA2. Nhưng mà mình thấy đi quá ổn, các bạn thấy bây giờ 50 mấy mình đi số 6 nè. Nó cũng bình thường. Bây giờ mình mới trả hai số về đi nó vẫn bình thường đó. Mình vừa về số 4 đó các bạn. Rất là nhiều loại nhớt nhưng mà mình chưa có sử dụng qua. Có những loại mắc tiền hơn nữa mình vẫn chưa sử dụng, mà không biết là mình có sử dụng nó hay không nữa. Tại vì chiếc xe này nếu mà mình cứ tiếp tục thay đổi nhớt liên tục á, thì nói thật là mình thấy nó cũng hơi tội nghiệp chiếc xe này. Mình thay rất là nhiều nhớt rồi mà thay đổi hoài không nên đâu các bạn. Nhớt nào mà đi ổn rồi cứ nên đi luôn đi thì nó hay hơn. Rồi, mình xin kết thúc cái video nãy đây luôn. Mình sẽ tiếp tục có thêm những video về chiếc xe này nha các bạn. Xin chào các bạn luôn nha.